Hello, Đồ Gỗ Thường Tán xin kính chào các bác nhá. Và hiện tại là 3 giờ của ngày mùng 6 tháng 11 năm 2021. Vâng, thì em đang có mặt tại nhà anh Đỗ Xuân Hùng ở khu 1 Trương Vương, thành phố Việt Trì đây. Vâng, đối diện nhà anh là cổng trường lái xe của Hùng Vương đây. Ở đây khu nhà của anh đang mới xây, một căn nhà 3 tầng rất là đẹp. Anh Đỗ Xuân Hùng trưởng chủ nhà đang đứng trên tầng 3 kia đây. Vâng, thì bây giờ các bác cùng em đi vào bên trong và tham khảo một số nội thất em vừa bàn giao cho nhà anh nhá. Đây, nhà mới tinh luôn. Chúng em vừa mới lắp đặt xong một bộ đồ thờ ở trên tầng 3. Tham khảo mẫu nhà rất đẹp nhá. Cầu thang kính tay vịn bằng gỗ đây. Và phòng khách thì vẫn chưa có bàn ghế. Rất nhiều phòng rộng, các phòng ngủ rất rộng. Và đây là tầng 2 này. Đây trên phòng thờ của tầng 3 nhà anh đây, chúng em vừa mới lắp đặt xong bộ sập thờ gỗ vụ chân 24 mẫu tứ linh. Và cái phòng góc quay hơi hẹp nên em quay không hết rồi. Đây là khu 1 anh nhỉ? Khu 1 Chiêu Vương, thành phố Việt Trì đúng không? Và hiện tại là 3 giờ chiều của ngày mùng 6 tháng 11 năm 2021. Và nãy em vừa bàn giao cho bác cái sập thờ đây. Và thì quá trình chúng em bàn giao cho bác cái bộ sập thờ này, bác cho ý kiến xem là có ư ý không ạ? Chung là đây là bác chủ nhà nhé, bác Đỗ Xuân Hùng. Còn bác đã rất hài lòng với bộ sập thờ này. Đây các bác cùng em tham khảo. Mẫu là tứ linh các bác, gỗ vụ kèm thêm bộ đài nến. Đấy, bên dưới là cái bàn cơm và đây trên tầng 3 của anh đây, quay tổng quát hết khu Trương Vương, thành phố Việt Trì đây. Bên kia là lập thải cho anh nhỉ? Đúng rồi, Vĩnh Phúc. Vĩnh Phúc rồi. À. Sông Lô đấy. Vâng. Đấy là sông Lô, bên kia Vĩnh Phúc. Rất là cái nhà này hướng đông nam này đúng không? Đúng rồi. Rất là mát đấy. Còn thì em xin chào các bác nhá.